Xin chào các anh yêu thích đồ đẹp của Ambe Shop. Chào mừng các anh quay lại với kênh YouTube của Ambe yêu đồ đẹp. Hôm nay em làm clip giới thiệu đến các anh một mẫu đến từ nhãn hàng GN, một thương hiệu rất là nổi tiếng của Trung Quốc. Và đây là một cái sản phẩm cũng một cái nhãn hiệu đã có bản đăng ký nhãn hiệu các anh nhá. Nên các anh hoàn toàn yên tâm về chất lượng cũng như là khi mà mình sử dụng hoặc là mua cái sản phẩm này đến từ nhãn hàng này. Cái mẫu hôm nay em giới thiệu đến các anh một mẫu có mã hàng là CF1248 các anh nhé. Mã hàng thì em có để trên góc trái màn hình, chính vì vậy khi gọi điện thoại đặt hàng các anh vui lòng gọi đúng mã sản phẩm, bên em giao hàng đến nơi đúng theo yêu cầu của các anh, tránh giao nhầm làm mất thời gian của các anh rất là nhiều nhé. Ngoài ra thì các anh có thể truy cập website ambe.vn, gõ vào ô tìm kiếm là CF1248, các anh có thể xem hình ảnh chụp sắc nét ở các góc cạnh khác nhau, màu sắc khác cho cái sản phẩm này cũng như là thông số kỹ thuật cho cái sản phẩm này nhé. Ngoài ra thì các anh cũng có thể xem hàng ngàn mẫu bật lửa độc đáo đẹp khác ở trên kênh, ở trên website ambe.vn này. Đây là một cái sản phẩm rất là độc đáo và ấn tượng đến từ nhãn hàng GN. Như các anh có thể quan sát, đây là một cái hộp rất là sang trọng màu trắng như này với cái logo Việt, logo lấp lánh màu vàng đồng, rất là ấn tượng đúng không? Sang trọng và giúp cho các anh có thể làm quà tặng biếu sếp, bạn bè, đối tác, đồng nghiệp trong các dịp lễ quan trọng. Ở bên trong thì chúng ta có một cái hộp phong cách rất là vintage retro. Cái hộp được làm hoàn toàn bằng gỗ các anh nhá. Cái hộp được làm hoàn toàn bằng gỗ và được khắc logo của GN. Chúng ta có một cái khóa mở và một cái bản lề giống như một cái hộp, một cái rương vậy. Rất là retro luôn các anh ạ. Chúng ta sẽ có một chiếc bật lửa bên trong khá là hầm hố nhưng mà cũng khá là ấn tượng. Một món quà rất là ý nghĩa. Đây là một chiếc thuyền buồm, thuận buồm xuôi gió, mang ý nghĩa thuận buồm xuôi gió các anh nhé. Trong công việc làm ăn, cái này cũng rất là thích hợp để các anh có thể làm quà tặng tân gia hoặc là quà tặng đặc biệt là khai trương các anh nhé, thuận buồm xuôi gió đó. Hoặc là tặng cho những người bạn của mình cũng rất là ý nghĩa luôn. Chúng ta sẽ có một cái phần bên ngoài phù điêu là thuận buồm xuôi gió, có thuyền này, có sóng biển này, có mây trời này, và chúng ta có những đồng tiền vàng ở làm nền đằng sau nữa, rất là ấn tượng. Ngoài cái màu vàng thì em còn màu bạc nữa các anh nhé. Cái phần mộc đáy này, cái phần phù điêu nổi này làm rất là dày dặn và chắc chắn. Ở cầm ở trên tay các anh sẽ thấy chất lượng của sản phẩm rất là cao, và chúng ta sờ ở cái những cái chi tiết ra gia công rất là sắc sảo, chúng ta sờ nó không bị gợn sắc gì cả, chúng ta sờ nó rất là mượt mà và mịn màng luôn. Chứng tỏ sản phẩm được làm rất là cẩn thận và trau chuốt đấy. Ở mặt sau chúng ta cũng có những cái họa tiết thuận buồm xuôi gió như ở mặt trước. Chúng ta sẽ có full những cái họa tiết phù điêu tất cả các mặt trừ mộc đáy nhé. Phần bản lề là bản lề 5 chấu các nhé, bản lề 5 chấu. Cách sử dụng thì tương tự như một Zippo thôi. Phong cách thì cũng rất là giống một chiếc Zippo thông thường. Và khi mà mở nắp thì các anh cũng nghe được tiếng kêu đúng không? Đó. Tiếng kêu khá là hay và giòn, gây ấn tượng và chú ý khi mà các anh mồi thuốc ở quán cà phê, rất là độc đáo và ấn tượng. Chúng ta có một cái ruột khá lại giống với lại form ruột của Zippo. Cái ruột này có 16 lỗ giúp các anh đi gió thổi không tắt các anh nhá, thoải mái cho các anh sử dụng những điều kiện không thuận lợi nhiều gió như là biển này, đồng bằng này, hoặc là chúng ta ở trên vùng đồi núi nhiều gió. Giúp cho các anh có thể lấy lửa được dễ dàng hơn. Đó, rất là đẹp và ấn tượng như thế này. Và sử dụng chung phụ kiện với Zippo thì Zippo cũng khá là phổ biến trên toàn cầu rồi. Chính vì vậy mình có thể mua phụ kiện được ở bất kỳ đâu, rất là dễ dùng và thay thế cũng như là dễ tìm kiếm luôn. Các anh để quan sát cho em là những cái chi tiết được gia công ghép nối rất là sắc sảo, cho thấy là cái chất lượng cũng như là cái độ đầu tư của hãng cũng rất là cao về cái sản phẩm của mình. Các anh có thể quan sát từng cái đinh tán rất là mượt mà cũng như là trơn tru, không chúng ta sờ không có một vết cận gợn nào, rất là mượt luôn. Thì các anh mua hàng về, các anh nhận hàng mà không đúng như em nói trên clip, các anh có thể hoàn trả cho bên em luôn. Đấy, sờ nó rất là mượt mà, rất là mịn màng, nó không gợn sắc đấy, chứng tỏ là chất lượng sản phẩm được trau chuốt rất là nhiều thì mới mang lại một cái chất lượng như vậy. Cái bản lề 5 chấu cũng rất là ấn tượng, một cái phong cách ná ná như Zippo đúng không các anh? Mình có thể mua cái này để làm quà tặng hoặc là sử dụng để đổi gió các anh nhé. Các anh có thể quan sát cái phần vỏ rất là dày dặn và cứng cáp như này, mang lại cái độ bền cực kỳ là cao các anh ạ. Đấy, cái màu sắc này thì các anh cũng hoàn toàn yên tâm, rất là bền màu luôn nhé. Chúng ta có cái ánh vàng lấp lánh từ bên trong ra, rất là ấn tượng. Anh nào mà kết cái sản phẩm này, vui lòng comment số điện thoại bên dưới video này, bên em sẽ có bạn liên hệ lại giao hàng cho các anh trên toàn quốc. Hoặc các anh có thể truy cập website ambe.vn, gõ vào tìm kiếm là
CF1248, các anh có thể đặt mua luôn ở trên website. Để mà tiết kiệm thời gian, các anh vui lòng gọi cho em theo số điện thoại đang hiển thị ở trên màn hình nhé. Gọi để bảo mật thông tin các anh nhé. Xin cảm ơn các anh rất là nhiều.